よう、テレビの前のみんな、フェアリーテイルを見るときは部屋を明るくしてテレビから離れて見てくれよな。Pháo đài cũ. Đây là căn cứ của một băng cướp rất nổi tiếng nằm ở phía tây ngoại vi Magnolia. Một phát tiên luôn, thiệt là giỏi quá. À, công nhận là cô chủ hấp dẫn thiệt đó nha. Tôi chưa bao giờ thấy đám cướp nào yếu vậy luôn á. Yếu như Sơn mà còn bày đặt ra đường trộm cướp làm gì không biết nữa. Nhỏ nhà, dám đụng tới bọn tao hả? Tao sẽ cho các ngươi biết tay. Chắc chắn là Devon sẽ giết các ngươi cho coi. Thông báo cho các ngươi biết hắn đã bị hạ rồi. Tôi đã giải quyết xong bên này rồi. Không hổ danh là chị Ursa. Dám chạy sao? Hình như ngươi thích ta trừng phạt như vậy lắm đúng không? Chị ơi, Sa ơi, chị có thể trừng phạt em theo kiểu đó được không dạ? Thôi con bò kia đi vô giùm em. Hôm nay công việc kết thúc nhanh hơn chúng ta nghĩ nhiều ha. À, chưa đã tay nữa mà. Đánh nhiều nhất mà còn ở đó lo ôm sòm làm sao đây? Lâu xem, con nhìn nè, con có viên đá quý nè. Trời đất, tại sao con lại tự ý lấy đồ như vậy chứ? Hả? Nó không phải là anh Loki của họ mà sao? Ủa? Sao lại trùng hợp quá vậy? Chắc anh làm nhiệm vụ gần đây hả? Ờ, cậu cũng vậy hả? Lucy! Hôm nay anh khỏe chứ? Sẵn đây cho em cảm ơn anh gì chưa tính sao được nha, tôi làm nhiệm vụ đây. Bye bye! Thái độ vậy là sao hả? Cô đã làm gì cho anh ta sợ rồi có phải không? Bởi vì anh ấy mới cố tình né cô đó. Tôi không có làm gì hết rồi nha! Xong rồi, về được chưa vậy? Nè nè, dù gì nhiệm vụ cũng xong trước dự tính mà, có đúng không? Vậy sao tụi mình không đi xuống nước nóng, tắm xíu rồi về? Lucy. Dạ, gì? Ý tưởng này cũng hay đó. Tiếp đi. Xin giới thiệu, đây là một thị trấn có suối nước nóng nổi tiếng bậc nhất ở Magnolia, có tên là Hosenka. Được thiết kế và xây dựng bởi một vị công tước yêu thích phương Đông. Nơi đây đã trở thành một địa điểm du lịch với lối kiến trúc tinh tế. Nói gì thì nói, tự nhiên Loki làm vậy là sao ta? Ôi, trăng hôm nay thiệt đẹp. Suối nước nóng cũng đẹp. Tao không mặc áo giáp nữa hả? Chị thấy như vậy sẽ an toàn hơn. Nhưng mà làm vậy đâu có cảm thấy thoải mái đâu. Cũng đúng á, hơi khó chịu một chút. Mà thôi, đã đến suối nước nóng thì phải thật thư giãn mới được chứ. Chị nói thư giãn mà thấy chị không có thư giãn gì hết. Nhìn chị ơi ra vậy cũng được ghê đó. Vậy hả? Vậy thì chị để vậy điền vòng thử coi sao ha. Nói giỡn á,
Chuẩn bị tinh thần bắt đầu chưa hả? Sẵn sàng. Ê, bộ rảnh lắm hay sao mà la ó sùm vậy? Phải để cho người khác nghỉ ngơi nữa chứ. Nè, cậu nhìn đi, mình đang ở lữ quán đó. Ban đêm ở trong lữ quán, đồng nghĩa với trò đập gối đó nha. Là đánh lộn bằng gối đó hả? Tất cả gối trong phòng này đã được thuộc quyền kiểm soát của chúng ta. Quyền kiểm soát gì vậy chị? Không mắc lên coi tôi hạ chị ơ xa đây. Nếu mà ra gió nữa. Muốn kiếm chuyện chứ gì? Gối ở đâu ra mà quá trời vậy nè? Được sánh vai và giúp đỡ anh Gray là niềm hạnh phúc của em đó. Tiếp theo là ơ xa. Cũng không tệ đấy chứ. Được, mình cũng tham gia luôn cho vui. Chắc mình phải rút khỏi cuộc chơi này. Mém chút nữa không toàn thay rồi. Không biết bọn họ là con người hay là con gì nữa. Nếu như Happy là loài mèo, vậy thì em là chó hả Blue? Thật ra nguồn gốc của tôi là con người đó. Vậy hả? Con người? Khoan đã, em có thể nói được luôn hả? Ê! Nói cho chị biết, em là dũng sĩ tự dụng cá thánh đó. Rồi rồi, bước ra mau lên, đừng có ở đó mà giỡn trò với chị nữa cưng. Chán nhờ, vậy mà tôi cứ tưởng trò này sẽ lừa được Lucy ít nhất là cả tuần nữa chứ. Đúng là ngốc mà. Cái mặt bơ bơ tưởng chị ngây thơ hả? Bơm bơm. Nè, cô định đi đâu vậy Lucy? Chơi đánh gối với mấy người đó, không chết thì cũng bị thương, thì đánh làm cái gì? Đi dạo cho khỏe. Hey, cô em nóng bỏng. Bộ yukata đó đẹp đó, cô em nóng bỏng à. Chúng tôi là hai anh chàng đẹp trai đến từ Oshibana, yo, chúng ta vui vẻ với nhau đi, yo. Mời gọi gì mà sổ sàng quá vậy? Xin lỗi mấy anh nha, tôi đã có người đi chung rồi. Dạ, chỉ một chút thôi mà, dỗ. Không được đâu. Ý của cô em á là đi chung với con mèo hay là cái con... Bên. Dỗ, chúng ta có thể dẫn tụi nó theo. Thôi mình quyết định như vậy đi hả, dỗ. Đi luôn con bé. Dai như đĩa vậy. Happy à, cậu làm gì đi? Không phải lúc làm mèo dễ thương đâu nha. Ý, cô bé cũng nói chuyện với mèo nữa hả? Thiệt là dễ thương quá. Đi nha cô bé. Mình đi vui vẻ thôi vô. Cư xử đàng hoàng một chút đi. Hai ông có buông tôi ra hay không hả? Chết rồi. Tại sao mình không cử động được vậy nè? Đi chơi với tụi anh đi mà. Cô bé nóng bỏng à. Chúng ta sẽ có giây phút vui vẻ vô. Hai tên này là ma đạo sĩ. Nguy rồi. Vô. Cái gì vậy vô? Cô không bị thương chứ? Loki, sao lại... Cho tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Anh nói cho nghe, hai tên này chuyên nhắm vào những cô gái xinh đẹp. Chúng là tội phạm ma đạo sĩ. Anh được giao nhiệm vụ phải bắt bọn chúng về cho hội đồng ma thuật cấp cao. Thôi chào em. Bây giờ anh phải đem bọn chúng về giao cho hội đồng đây. Gặp em sau. Mà anh nè. Hả? Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em nha. Sẵn đây em cảm ơn anh luôn, chuyện anh tìm chìa khóa cho em. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nè, anh có thể đi dạo với em một chút có được không vậy? Mới này mà đã mất điện tới mức này rồi hả? Đừng có nghĩ bậy bạ. Giới thiệu với các bạn quán ăn siêu tốc. Khi đến Hosenka thì nhất định phải đi đến địa điểm nổi tiếng thứ hai này. Các bạn sẽ không thể nào quên những món ăn tuyệt phẩm ở đây và cả đầu bếp cực kỳ đặc biệt của quán. Người đầu bếp có tên Lâm Ly lặng lẽ lắng nghe gọi món. Nè, anh có cần phải ngồi xa dữ vậy không? Xin lỗi. Em đã muốn hỏi anh một chuyện này từ lâu lắm rồi. Lúc trước tinh linh ma đạo sĩ đã làm gì mà anh sợ quá vậy? Nếu như đó là bí mật thì anh không nói cũng không sao đâu. Vì em chỉ tò mò nên muốn hỏi cho biết vậy thôi. Anh hiểu ý em à. Anh thật lòng
Xin lỗi em, nếu điều đó làm tổn thương trái tim em thì hãy thông cảm cho anh nha. Và hãy quên anh đi cũng được. Anh nói gì mà giống như một cặp tình nhân đang chia tay nhau vậy? Ý anh không phải là vậy đâu. Em mới nói chia tay đúng không? Em nói chia tay thì sao? À không, chỉ là anh nhớ lại một chuyện hồi xưa thôi. Là chuyện gì vậy em? Hả? Thôi không sao, cứ coi như em chưa hỏi gì hết đi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp em. Giờ em đã hiểu tại sao anh được nhiều người mến rồi. Bản thân em vẫn sẽ hâm mộ anh và xem như hai chúng ta như những người bạn bình thường mà thôi. Cũng trễ rồi, em xin phép về trước. Khoan đã. Gì vậy? Lucy à? Dạ. Để anh cho em biết, anh không còn sống được bao lâu nữa. Em sập bẫy của anh rồi. Đây chỉ là một trong những cách lấy lòng con gái của anh mà thôi. Làm cho bọn họ phải khóc vì mình. Sao hả? Chắc là bây giờ em ngạc nhiên. Tại sao anh? Tại sao anh lại có thể đùa giỡn như vậy chứ? Đi thôi, hấp đi, luôn. Tôi đang ngủ mà. Mình đang làm cái gì vậy? Ngốc thật. Mình không thể đánh mất lý trí được. Lỡ Lucy hiểu lầm thì sao đây? Mình đúng là... Là chuyện gì nữa đây? Các cậu ấy tự đã thương nhau trong trận đấu gối sau khi làm nhiệm vụ đó mà. Mấy cái gối mà cũng làm người ta bị thương tới như vậy hả? Gray đẹp trai ơi, anh có bị sao không? Tại sao cậu lại hứng thú với cái trò đập gối ngu ngốc đó tới như vậy hả? Ai biểu không chịu chơi hết ga chi giờ than? Không chơi hết ga mà có đứa thua mới ghê á. Nhớ lại coi tối qua đứa nào thua. Trong lần trivia, anh Gray luôn là số 1. Lucy, tối hôm qua chính là tụi thắng không phải không? Ồn ào quá nha, quá nha. Em xin lỗi đại ca. Quá dữ. Không ngờ ngoài Azara còn có người đủ sức trị được hai cậu này. Đường ông quá. Lucy à, hình như cô không được vui thì phải. Thiệt vậy sao? Tôi thấy tôi bình thường mà. Không lẽ cô giận tôi chuyện hôm bữa hả? Làm gì có chuyện đó chứ. Cậu làm như tôi là người nhỏ mọn hẹp hòi lắm vậy á. Xin lỗi, tại tôi có nhiều chuyện phải suy nghĩ thôi. Cô có thể tâm sự với tôi mà. Không cần đâu, cảm ơn cậu. Lucy à. Thời điểm đó sắp tới rồi. Nè, Loki có tới đây không vậy? Loki đó, anh Loki đúng là xấu mà. Các cô là ai mà tới đây vậy? Tôi phải hỏi cô mới đúng đó. Anh Loki, anh đâu rồi? Họ bị sao vậy ta? Họ là các cô gái trong thị trấn đó. Hình như họ đang nghĩ mình là người yêu của Loki thì phải. Tối hôm qua tự nhiên anh ấy đòi chia tay với tôi là sao hả? Anh không muốn chia tay với tôi á. Tôi cũng vậy nè. Là tôi nữa. Sao anh ấy có thể làm như vậy với tôi được chứ? Chuyện này... Không lẽ anh ấy đã tìm được người yêu thật sự rồi? Anh không phải như... Ai vậy? Có phải là người trong hội này không? Anh là Lucy đó. Cô bé ngồi đằng kia kìa. Thì ra là con nhỏ này sao? Mặt mũi nhìn cũng xinh dữ ha. Cơ thể còn đối dữ. Không lẽ con nhỏ này là một nửa của Lucky hả? Trời ơi! Sao lại lôi em vô tình huống nhạy cảm như vậy chứ? Tẹp! Xin giới thiệu, đây là nhà tắm công cộng duy nhất ở Magnolia. Nó được mọi người trong giới cho là nơi có thể giải tỏa cơn mệt mỏi và hồi phục ma thuật.
chỗ này đúng là nam tính. Công nhận lâu lâu đi nhà tắm công cộng cũng thoải mái thiệt, được tắm trong cái bồn chà bá lửa luôn. Loki, uống đi, tắm xong mà uống cái này là hết sảy luôn đó. Hả? Hình như là sữa trái cây có phải không anh? Anh cố tình đến đây để được uống với em mà. Quên nữa, anh có biết hồi chiều gì anh mà em gặp rắc rối không hả? Được rồi, vì đôi mắt đẹp của Lucy cũng nè. Ngon thiệt á. Anh nói rồi mà. Trời sao hôm nay đẹp quá anh ha. Có sao băng kìa. Không biết sao băng đó sẽ đi về đâu và sẽ như thế nào anh ha. Nè, anh có chuyện muốn hỏi. Em có hiểu nỗi lòng của một ngôi sao khi nó không thể trở về bầu trời được không? Em trả lời anh nghe đi. Nè nè, đó lại là chiêu để dụ dỗ con gái của anh nữa chứ gì. Anh nghĩ có thể lừa được em hai lần sao? Lại bị em phát hiện nữa rồi. Thiệt tình, lời lẽ từ miệng của anh toàn để dỗ ngọt con gái thôi hả? Anh rất vui vì có thể nói chuyện với em một cách bình thường như vậy. Tạm biệt. Hãy mở ra, cánh cửa của chồng sang ra thật tự. Homer. Vậy ra ông lão này chính là Cruz đó hả? Để dễ gọi thì có thể gọi là ông Cruz. Homer. Hôm nay bất đắc dĩ lắm nên cháu mới nhờ ông tới đây. Ông có thể dùng năng lực của mình để giúp cháu tìm mối quan hệ với anh Loki và các tinh linh ma đạo sĩ có được không ạ? Homer. Nãy giờ ông ngủ mà lâu say. Không phải đâu, ông ấy đang hồi tưởng quá khứ đó. Sao được chứ, rõ ràng là ông ngủ mà. Đúng là vậy, nhưng ông Crew là một chuyên gia tinh linh học đó. Ông ấy biết tất cả mọi thông tin về các cánh cổng liên kết giữa thế giới tinh linh và con người. Và ông ấy cũng là người nắm toàn bộ thông tin về những tinh linh ma mà các tinh linh ma đạo sĩ đã gọi ra trong quá khứ. Ông đã tìm ra được gì rồi phải không? Ô má, nhưng ta không thể nói quá chi tiết vì thông tin cá nhân đều phải được bảo mật tuyệt đối. Cho dù đó là thông tin cá nhân của ai đi chăng nữa. Và tinh linh ma đạo sĩ có mối liên hệ với Loki trong quá khứ chính là cô gái tên Karen Lilica. Karen Lilica. Cô biết người đó hả Lucy? Chị ấy chính là một tinh linh ma đạo sĩ huyền thoại. Là một cô gái rất xinh đẹp. Và chị ấy đã từng là người mẫu ảnh cho tạp chí Sorcerer. Nhưng mà khoảng mấy năm trước chị ấy đã mất trong lúc đang làm nhiệm vụ rồi. Vậy cô ấy cũng từng tham gia hội pháp sư có đúng không? Ừ. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là Blue Pegasus. Homer. Ông Gru à, rốt cuộc thì mối quan hệ giữa anh Loki và Karen là như thế nào? Homer, ta không được quyền nói thêm thông tin về việc này. Ông Gru à. Hả, lần này chắc ông ấy đang hồi tưởng về quá khứ nè. Không đâu, lần này là ngủ thiệt á. Rốt cuộc là hai người đó có quan hệ gì chứ? Để anh cho em biết, anh không còn sống được bao lâu nữa. Em hiểu nỗi lòng của một ngôi sao khi không thể trở về bầu trời không? Em hãy trả lời anh nghe đi. Không lẽ nào Loki ảnh... Có chuyện gì vậy Lucy? Lucy à, không xong rồi. Anh Loki đã bỏ đi và rời khỏi hội phe đi theo rồi. Hả? Nhưng mà tại sao? Sao tôi biết được chứ? Bây giờ mọi người đang đi kiếm anh ấy. Hèn gì, mấy ngày gần đây thái độ của anh ta rất lạ luôn. Vậy không lẽ... Nè Lucy à, cô định đi đâu tìm anh ta vậy? Anh Loki. Loki. Anh đang ở đâu? Loki à. Loki. Anh trốn trong này đúng không? Làm gì mà có trong đó? Loki mau ra đây. Loki. Lucy. Tất cả mọi người trong hội đang tìm anh đó.
kia là mộ chị Karen có phải không? Ờ. Tinh linh ma đạo sĩ Karen là chủ nhân của anh có đúng không? Tinh linh Loki. À không, tên thật của anh phải là cung sư tử Leo. Cuối cùng thì em cũng phát hiện rồi, anh chính là cung sư tử Leo. Anh cũng biết một tinh linh ma đạo sĩ như em đã ký hiệp ước với rất nhiều tinh linh khác nhau rồi mà, nên chuyện tìm ra sự thật về anh cũng dễ thôi. Có điều, đáng lẽ em phải nhận ra chuyện này từ lâu rồi mới phải. Nếu như chủ nhân của các chìa khóa mà chết đi, thì hiệp ước giữa họ và các tinh linh sẽ bị phá bỏ. Các tinh linh sẽ trở về thế giới của mình, cho tới khi chủ nhân mới xuất hiện thì họ mới được triệu hồi trở lại. Cho nên lúc chị Karen mất, lẽ ra hiệp ước đã không còn hiệu lực nữa, và anh phải trở về thế giới tinh linh. Nhưng vì lý do nào đó mà anh không thể rời khỏi nơi này, có đúng không? Cũng giống như việc con người không thể tồn tại trong thế giới tinh linh, và các tinh linh không thể tồn tại trong thế giới loài người. Nếu cứ ở đây, năng lượng của anh sẽ cạn dần, đến cuối cùng anh sẽ biến mất. Không sai, anh ở đây 3 năm rồi. Ba năm lận sao? Một năm em còn không thể tin nữa là... Hơi, điểm cực hạn cũng đã đến. Giờ anh không còn sức để nói chuyện nữa đâu. Không thể nào, chắc chắn phải có cách gì đó cứu được anh chứ. Anh hãy cho em biết lý do khiến anh ở đây đi, rồi em sẽ mở cổng tinh linh để anh trở về. Anh không cần người nào giúp hết. Anh đang nói cái gì vậy? Nếu anh cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ chết đó. Lý do anh không thể về rất đơn giản. Là do anh không kiềm chế được bản thân nên đã phá vỡ luật lệ giữa chủ nhân với tinh linh. Từ đó, anh trở thành tinh linh phản bội và bị trục xuất khỏi tinh linh giới vĩnh viễn. Anh bị trục xuất vĩnh viễn sao? Tất cả tội lỗi là do anh gây ra, nên cái chết này chính là cơ hội để anh chuộc tội. Đây là ân huệ cho một tinh linh phản bội như anh. Nguyên nhân cái chết của Karen là do anh. Do anh đã giết cổ. Ủa, mà không biết thế giới tinh linh nó ra sao nữa ha? Ná chứ, hình như lúc trước cậu đã từng đi vào tinh linh giới một lần khi bám vào Vigor rồi đúng không? Bộ lúc đó cậu không nhìn thấy gì hết hả? Vô vọng lướt qua cái dèo, sao mà tôi có thể nhớ được chứ? À, cậu nhắc nên tôi cũng nhớ được chút nè. Hả? Đâu không à?